Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với con game bài Awin. Con game bài đổi thưởng, nộp thưởng cực kỳ uy tín luôn. Bạo hành vấn đề nộp rút cho anh em luôn anh em ạ. Thì hôm nay với số vốn 100k thì mình sẽ chỉ anh em cách lên tiền cực kỳ dễ nha anh em. Đầu tiên với vốn 100k anh em muốn lên tiền thì chỉ có cách là vào siêu xe anh em ạ. Vào siêu xe cực kỳ dễ ăn luôn. 4 cửa dưới thì anh em đánh cho mình 3 cửa dưới nhá. Đấy, bao phê, bao ăn và bao bảo hành anh em ạ. Thì con siêu xe này thì 90% nó về 4 cửa dưới. 90% về 4 cửa dưới mà chúng ta đánh đi 3 cửa rồi. Anh em thử nghĩ xem nó có dễ hay trúng hay không. Đấy, may quá. Đây là cái số may của mình đấy. Vừa vào phát nó ra hai con vàng. Hai con siêu xe vàng. Như thế này thì đánh 4 cửa dưới thì bao phê luôn anh em. Chắc ăn đến 99,9% luôn anh em ạ. Thì nó đã ra hai con siêu xe rồi, chắc chắn nó sẽ phải ra 4 cửa dưới thôi. Đấy, anh em chọn cho mình 3 cửa nhá. Thì với con mana này, mình có thể làm được vốn 20k, 30k, 50k với lại 100k lên tiền là quá đơn giản anh em ạ. Khi anh em đã tập trung chơi rồi thì anh em sẽ biết được cách chơi như thế nào cho nó hợp lý nhất và dễ chiến thắng nhà cái nhất anh em. Đây, 35k. Đấy, vào đúng cửa mình đặt 35k luôn này. Lên 168k nhá anh em. Và anh em nên nhớ là chơi con siêu xe này, chơi 3 cửa dưới hay là 4 cửa dưới thì anh em chỉ ăn đúng 3 tay anh em nghỉ nhá. Anh em ăn đúng 3 tay anh em nghỉ, anh em có thể nghỉ hẳn sang game khác chơi, hoặc anh em có thể thoát ra con siêu xe này và vào lại con vẫn là siêu xe nhưng mà anh em phải thoát ra vào lại nhá. Như thế tỷ lệ thắng của anh em sẽ cao hơn. Đây bây giờ mình tiếp tục đánh 3 cửa dưới này. Anh em nhìn nhá, xem cách đánh này xem có hợp lý hay không. Và nếu mà hợp lý thì anh em xem tham khảo. Còn nếu mà anh em nghĩ cách này vẫn là khó ăn thì anh em bỏ qua nhá anh nhá. Đây, vẫn ăn tiếp này, 55k này. Đấy, lãi khá khá ở đây anh em ạ, 267k. Lãi 160 rồi nhá. Mình ăn tay thứ hai nhỉ. Vậy ăn nốt một tay nữa mình sẽ nghỉ anh nhá. Mình sẽ vẫn là đánh tiếp 3 cửa dưới nhá. 3 cửa dưới này thì anh em có thể chọn 3 cửa tùy thích anh em. Anh em chọn theo cái cách đánh của anh em thì nhưng mà anh em đánh cách gì cũng phải đánh 3 cửa dưới nhá. Nếu mà anh em có nhiều tiền, nhiều vốn thì anh em đánh 4 cửa dưới. Win thì anh em vẫn lãi, nhưng mà 4 cửa dưới thì ăn nói được ít hơn anh em ạ. Theo mình chơi lâu năm thì 3 cửa dưới là hợp lý nhất anh em. Đây, ván trúng ván thứ 3 này. Đấy, 345k, ok nhá anh em. Mình thoát ra mình vào lại này. Đấy, anh em ăn được 3 tay anh em phải thoát ra vào lại. Bây giờ sang đường Hà Nội nhá anh em. Gái Huế nó chán rồi thì anh em sang gái Hà Nội này, gái Bắc này. Và tiếp tục vẫn là 3 cửa thôi nhá anh em. Với cách chơi này thì anh em vốn bé thì anh em chơi theo cách này thì quá phê luôn. Vì nếu mà lỡ mà đen lắm thì anh em mất thì anh em cũng mất là vốn có 100k thôi mà anh. Nên cứ tự tin mà chơi thôi anh em. Đấy, mình vào chậm anh em này. Nếu mà không vào chậm thì mình cũng ăn quả này luôn rồi đấy. Đấy, cách chơi của mình thì mình sẽ bỏ cái con vừa nấy ra đi. Mình sẽ không chơi nó và mình sẽ chơi 3 cái con còn lại anh em ạ. Còn nếu anh em muốn đánh 4 người dưới thì anh em phải đánh tất tần tật nhá anh em. 4 người dưới trừ 4 con màu vàng ở trên ha. Anh em đánh 4 người dưới thì win thì anh em vẫn lãi, nhưng mà lãi nó ít hơn anh em ạ. Đấy, bây giờ mình đánh mỗi cửa là 115k nhá. Cái cách này thì phải đánh nhanh thắng nhanh anh em ạ. Link tải game mình để dưới phần mô tả nhá anh em. Anh em nào tải theo link của mình nhớ nhắn tin qua cho mình đi nhận code để test game nhá. Anh em test xong anh em thấy ok thì anh em chơi, còn nếu không thì anh em cứ coi như giải trí thôi nhá, chả mất gì của anh em cả. Đấy, anh em nhận code test game mà anh em có cần phải nộp vào đâu. 552k này, 552k. Ok, lần này thì mình sẽ đánh một phát nữa mình sẽ nghỉ nhá anh em. Đấy, mình chỉ đánh không quá 3 tay đâu, 2-3 tay mình sẽ nghỉ thôi. Với vốn nhỏ nhỏ thì mình đánh 3 tay, còn nếu vốn to như thế này rồi thì mình sẽ đánh tầm 2 tay, ăn hai đúng 2 tay nghỉ anh em ạ. Mỗi cửa 150k là to đấy anh em ạ, ăn phải lên được hơn 800 rồi đấy. Hơn 800 mà vốn của mình có 100k. Đấy, mất thì cũng mất có 100k thôi mà. Cho nên anh em phải tự tin quyết đoán để mà chơi anh em ạ. Ông nào vốn to ấy, ăn này này. Đấy, anh em thấy cách này có hiệu quả không? Anh em nào vốn to thì đôi khi anh em run tay, chứ mà vốn có 50k hay 100k thì anh em cứ nhắm mắt mà chơi thôi nhá. 822k nhá anh em. 822k. 822k bây giờ thì vào tiếp chơi con gì anh em nhỉ? Anh em nghĩ con gì dễ ăn? Mình quay thú nhiều mình sẽ không vào quay thú nữa nhá. Bây giờ mình vào bách trách đi.
mình vào Bách Trách này để ăn thêm 200-300k thì cũng dễ thôi. 100k thua thì anh em cứ nhân lên thôi. Cái này để thua 3 ván liên tục thì hiếm lắm anh em ạ. 15 điểm dừng bài. Nó cũng 15, 14 điểm, 19 điểm nó ăn rồi. Đấy, để thua 3 tay liên tục khó lắm. Cho nên anh em cứ tự tin mà chơi. Bây giờ mình sẽ hoang 200k. Nãy thua 100 đúng không? Bây giờ mình sẽ hoang 200k. Đấy, 211k này. Thua tiếp thì mình sẽ vận tất tay thôi. Đấy, bách rách này anh em. Đấy, phát này lại win này. Chắc win này. Ui, may quá, cái nó 21 điểm này. May mà mình bách rách anh em ạ. Đấy, 1 triệu nha anh em. Đấy, nghỉ thôi. 100k lên 1 triệu được rồi. 100k lên 1 triệu là quá phê rồi anh em ạ. Anh em còn đòi hỏi gì nữa anh em nhỉ? Đấy, mình chỉ hy vọng ngày kiếm tầm 500 là đủ sống rồi. Bằng một ngày lương rồi anh em, bằng một ngày công rồi đấy. Đấy, mình chơi chưa đến 5 phút. Ôi, video ngắn quá anh em nhỉ? 1 triệu rồi, bây giờ thì chơi trò gì nó cũng dễ thôi, đơn giản thôi anh em ạ. Bây giờ mình chơi tiếp lên phát triệu dưới 2 triệu nghỉ anh em nhỉ? Nhưng mà chơi trò nào đây? Chơi trò nào hợp lý anh em? Mình chơi đúng một trò nữa thôi. Link tải game thì mình để dưới phần mô tả nhé anh em. Nào tải qua thì nhớ nhắn qua cái nhóm Telegram của mình để dưới phần mô tả luôn, và nhận code để test game. Mình sẽ vào sóc đĩa nhé. Mình sóc đĩa tầm 2-3 ván lên một cổ mình sẽ nghỉ. Như thế là hợp lý anh em ạ. Anh em nhỉ? Sóc đĩa lô đề cờ bạc bóng bánh. Đang mùa World Cup anh em ạ. Mình sẽ vào sóc đĩa nào. Xem cầu, ôi, cầu chả có cái gì anh em ạ. Hai. Nó ra đúng mỗi con hai. Để xem con này nó ra con gì mình sẽ bắt nhá. Ôi, ba đỏ này. Ba đỏ. Ba đỏ, kiểu này mình sẽ đánh ba trắng. Ba trắng, ba trắng. Ba trắng và sẽ đánh chắn. Đấy, mình sẽ đánh như thế này nhá. Anh em nhìn cách đánh của mình này. Mình sẽ bỏ con ba đỏ đi. Bỏ con ba đỏ đi. Mình sẽ đánh chắn là 500-600k. Chắn 600k với lại con ba trắng là 300k nhá nhá. Nó chỉ ra ba đỏ là mình thua thôi, còn lại tất tần tật những cửa khác mình ăn nhá nhá. Chơi cách này thì hơi nguy hiểm tí nhưng mà ngon ăn anh em ạ. Đây, anh em ra cửa nào anh em cũng ăn thôi, trừ cái ba đỏ thôi anh em. Nó ra cửa chắn hay là tứ tử hay là ba trắng thì anh em vẫn ăn hết thôi. Tiếp tục làm lại phát nữa nhá nhá. Uống ăn. Mình nói thật anh em, chơi kiểu này tầm 2-3 ván đầu chả bao giờ thua cả anh em ạ. Khó thua lắm. Trừ khi ông nào đen quá thì mới thua thôi. Nhưng mà anh em đánh dai dẳng, đánh dài, kéo dài những cái cửa này thì auto thua nhá nhá. Anh em đánh kiểu này nó chỉ cần giết anh em một phát thôi là anh em dế to rồi. Cho nên anh em mà nếu mà vận dụng theo cách chơi của mình thì anh em đánh tầm không quá 3 tay nhá. Đấy là mình nói thật anh em ạ. Mình tiếp tục đánh con này 900k, kẻ chắn với là 450k đây. Lại ăn tiếp này. Đây, lên bao nhiêu rồi ta? Ôi, 1 triệu 8 rồi anh em ạ. 22. Thế thì còn thiếu 200k nữa thì pha nào đánh lẻ là đủ luôn này anh em. Pha này về lẻ đấy, nhưng mà mình không biết về ba con gì thôi. Ba trắng hay là ba đỏ thôi, nhưng mà chắc chắn nó sẽ về lẻ đấy anh em ạ. Nhưng mà mình chỉ tiêu của mình lên 2 triệu đủ rồi, cho nên mình không đánh to nhá. Pha này mình chắc cú ấy. 180k chết mẹ rồi. Anh em nhìn đọc đoạn kia nó chát rồi. Chán cái cầu. Coi chừng bắt chắn nè. Đây, lẻ này anh em. Đúng lẻ 200k nghỉ luôn. Anh em vào không có tiền thì anh em vào đây chát cũng được nhá. Tán gấu thôi anh em. Em ông nào thắng thì anh em xin ít lọc. Đấy. Ok anh em, 2 triệu đủ nha anh em. Mình sẽ thoát ra. Link tải game mình để dưới phần mô tả nhá nhá. Anh em là tải theo link của mình, nhớ nhắn tin qua cho mình để nhận code để tắt game nhá. Đấy, có bao nhiêu con game này. Sóc đĩa, rồng hổ, lô đề, tài xỉu, ba carat này. Đấy, mẫu binh này, poker này, đua xe này, quay thú này. Đấy, con này thì cực kỳ